Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người thiết bị cảm biến áp lực đa chức năng PMC71 thuộc dòng sản phẩm C-Pra S của hãng Andres Horser. Chức năng chính là đo áp suất, ngoài ra nó có thêm màn hình hiển thị, giám sát, cài đặt, tín hiệu ra từ 4 đến 20mA thông qua giao thức H. Đây là cảm biến dạng chăn Mister với đầu đo bằng gốm, có khả năng chịu quá tải, dùng để đo áp suất tuyệt đối, áp suất khí, hơi, chất lỏng lắp đặt trên máy móc, dây chuyền sản xuất. Cảm biến thì gồm có 4 phần chính. Phần thứ nhất là lỗ thông hơi, phần thứ hai là bề mặt gốm, phần thứ ba là các điện cực, phần thứ tư là màng ngăn gốm cách ly. Khi áp suất tác động trực tiếp vào màng ngăn gốm, làm cong bề mặt màng gốm cách ly, dẫn đến thay đổi điện dung giữa các điện cực. Khi áp lực thay đổi thì điện dung cũng thay đổi theo, dựa vào đó để đo được áp suất. Tùy vào mô chất mà cách lắp đặt của cảm biến khác nhau. Với chất khí thì gắn Zebra S với van sốt ọt ở phía bên trên cao hơn điểm đo, không cho các chất bụi bẩn ngưng tụ lại tắc tại đầu đo của cảm biến. Với mô chất là hơi, gắn Zebra S với ống truyền nước tại vị trí thấp hơn điểm đo, giúp chứa đầy nước trong ống truyền và làm giảm nhiệt độ xuống thấp gần tới nhiệt độ môi trường. Với chất lỏng thì gắn Zebra S với van sốt ọt ở phía bên dưới thấp hơn hoặc ngang bằng với điểm đo. Ngoài việc đo áp lực, thiết bị có thể lắp gần dưới đáy tanh, bồn chứa, dưới điểm đo thấp nhất để đo mức hoặc lượng chất lỏng. Chiều cao của mức chất lỏng H trong bình tỷ lệ thuận với áp lực chất lỏng P tác động lên cảm biến và tỷ lệ nghịch với khối lượng riêng chất lỏng và gia tốc trọng trường. Không gắn thiết bị lên trên ống hoặc tại một điểm trong bình chứa mà có thể bị ảnh hưởng bởi áp lực từ một máy khuấy. Không gắn thiết bị vào khu vực hút của bơm. Việc kiểm tra hiệu chuẩn được tiến hành dễ dàng hơn nếu bạn gắn thiết bị sau một van sút ọt bằng cách cài đặt chế độ hoạt động và thông số cấu hình trên màn hình hiển thị. Thiết bị có thể dùng cho nhiều mục đích và chức năng khác nhau như hiển thị áp lực, thể tích, khối lượng chất lỏng. PMC71 có thể dùng để đo áp lực hoặc áp suất tuyệt đối với giải đo đa dạng từ 100mBar cho tới 40mBar, đầu ra từ 4 đến 20mA hoặc truyền thông Profibus PA hoặc Foundation Fieldbus. Thiết bị PMC71 trên tay mình có giải đo từ âm 100mBar tới 100mBar, span là 5mBar, áp lực làm việc tối đa là 2,73, áp lực quá tải sensor là 43. PMC71 sử dụng nguồn một chiều từ 10,5 cho đến 45V, đầu nối tiếp với đầu ra 4 đến 20mA của thiết bị và đầu nối tiếp với tải, có thể là đầu vào analog, VLC hoặc bộ hiển thị. Ở chế độ test là từ 11,5 cho đến 45V. Ta dựa vào điện trở của tải mà lựa chọn nguồn cấp cho phù hợp. Có tùy chọn cài đặt tín hiệu báo động bao gồm báo động mức cao có thể đặt từ 21 đến 23mA, báo động mức thấp là dưới 3,6mA. Màn hình LCD dùng để hiển thị giá trị đo, hội thoại, tin nhắn thông báo và báo lỗi. Hiển thị giá trị đo 8 chữ số bao gồm dấu âm, dấu thập phân, 3 graph đơn giản và đầy đủ hướng dẫn thông qua thực đơn menu. 3 phím điều khiển cộng trừ Enter để tùy chọn cài đặt cấu hình hiển thị theo yêu cầu và mong muốn cá nhân, chẳng hạn như tín hiệu ra, ngôn ngữ, hiển thị xen kẽ, thiết lập độ tương phản, hiển thị các giá trị đo khác như nhiệt độ cảm biến, v.v. Tùy vào mục đích sử dụng và vị trí lắp đặt, ta chọn thiết bị dựa vào bảng mã order code để đặt hàng. Trên tay tôi là thiết bị đang có mã là PMC71AAA1C1GAAAU. Trong đó PMC71 là loại thiết bị, A1 là khu vực sử dụng, không dùng trong khu vực nguy hiểm, A2 là tín hiệu ra 4-20mA dạng H mà có màn hình cài đặt LCD, A3 là thông số kích thước lắp đặt, 1C là dải cảm biến từ âm 100 cho đến 100mBar, 1 là đơn vị hiệu chuẩn mBar/3, GA là vật liệu chế tạo và quy trình lắp đặt, AAAU là một số tùy chọn bổ sung. Bảng thông tin order chi tiết ở trong menu ở mình để link bên dưới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu thấy thông tin hữu ích, hãy like và share, đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.